xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn là hai loại Amacông đặc sản Tây Nguyên để ngâm rượu. Loại thứ nhất là loại bình dân. Trên tay tôi đang cầm loại bình dân đặc sản Tây Nguyên Amacông. Đây là gói thảo dược, gói thuốc đặc sản Amacông ngâm rượu. Gói này là trọng lượng là 1 cân. Đấy. Thì một gói này là các bạn có thể ngâm với từ 5 lít rượu trở lên một gói. Đấy, uống Tết này, ngày Tết này uống này là rất khỏe. Ông chính như là Amacông là người đã sử dụng với cái thảo dược này ngâm rượu mà ông 80 tuổi mà ông vẫn sinh con được và sức khỏe rất là dẻo dai. Và cái này nhiều người dùng rất là tốt. Đây là cái loại bình thường gồm 6 vị. Còn đây một loại đặc biệt loại 1. Cái loại này là đắt hơn cái loại kia một chút. Với giá thì mất trên trang web của tôi. Các bạn có thể vào trang web là haiduoan.com search chữ Amacông. Đây là loại đặc biệt gồm có 9 vị, trọng lượng nó 1,5 cân. Các bạn nhìn nó to hơn loại này. Thì các bạn cứ về chủ yếu là dùng ngâm rượu, hai loại ngâm rượu Tết nhất là bày hai bình này lên. Các bạn uống loại này thì sẽ cảm giác họ uống loại này sẽ thân nhiệt được vậy. Các bạn có mua hàng thì đặt hàng. Các bạn đặt hàng thì liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0932 340 345. Chúng tôi cam kết là hàng đúng chất lượng, chuẩn, Amacông. Các bạn có thể truy cập website tôi là haiduoan.com. Chào tất cả các bạn nhé.